Ủa anh đây ra giữa này chơi thôi. Cứu anh đây tôi vậy. Đẹp chơi. Ê, vậy mới vừa nghe ai kêu cứu vậy? Có gì vậy? Có gì vậy chơi? Bây giờ cả người sẽ khổ. Ê sầu quê kìa. Ủa tới một con CPD gì nữa vậy? Ê trời ơi, nó có em cái ai cái tay kìa. Có quái vật kìa. Cái gì vậy? Đâu rồi? Cái gì mà hai con kết hợp nhìn thấy ghê vậy? Một bên đỏ tim lên đen vậy. Ê, ơi, nó chỉ hết mình kìa. Tiêu rồi, chạy các bạn ơi. Ừ, ê, con lẹ đâu ra vậy trời. Nó mấy con quái vật bồn cầu này, nó quái gì quá vậy các bạn. Ê, chạy vô tiệm nét chốt quá được. Đừng lại cho ta. Ủa, có tim đâu ta? Thở đâu rồi. Hàng nhóc này mày trốn nhanh lắm. Ôi. Không hay rồi, được rồi, bây giờ ta có hai đứa cũng được rồi. Ê, con gì vậy các bạn? Nó đưa anh mấy chiếc sầu huy đi mất tiêu luôn rồi. Trời ơi, sao giờ cách nào cứu hai bọn họ đấy mày ơi. Ôi, đi nhờ anh TV Man mới được. Nhanh lên. Ủa, anh TV Man đâu rồi ta? Không biết anh có hướng này không nữa. Mình đang cần sự giúp đỡ của anh đây nè. Ôi, thấy rồi kìa. Anh đây làm gì vậy? Ui, anh đây chiến đấu với con mấy con CPD kìa. Ôi, tệ cứng hết luôn kìa. Đúng rồi, đây là người mình đang cần nè. Anh ơi. Ôi, bà chị đó. Đi về bà kia. Ui, mạnh quá. Ôi, đập kìa ơi. Wow, bọn này tệ cứng hết luôn kìa mày ơi. Ôi, anh ơi đó. Đúng rồi, em nè. Anh ơi, em đang cần anh giúp đây. Có con CPD gì mới á, nó xuất hiện trong làng, nó có hai đầu, nó có thêm cái tay robot nên nó bắt hai người trong làng em đi mất tiêu rồi. Một con CPD mới sao? Được rồi, đúng anh rồi với à. Em sẽ cùng nhau đi tấn công nó thôi. Được rồi, về làng em thôi. Được, nó kìa anh. Ôi, cái con này được rồi. Ôi, bọn nó phát triển ghê thiệt á, bọn nó tiến hóa liên tục luôn. Được rồi, để anh đúng hạ rồi. Nó cho. Để nó cho đúng anh. Rồi, hạ tao tới đây. CPD à, sẽ tiêu diệt nhà ngươi. Ôi, tiêu diệt đi. Ôi, đúng rồi. Ôi, đúng rồi. Ôi. Ôi. Đồ yêu đuối. Ôi, trời ơi, sao anh cũng bị văng luôn vậy? Cái tên này thẳng mạnh thiệt á chứ. Ôi, anh nhào vô mày nha. Trời ơi, tên này sao mạnh dữ vậy? Ôi. Mà chị ơi. Bắt đầu xuất hiện thêm kìa. Ôi, mấy con kia bị đi khác kìa. Đúng rồi. Chị ơi, chạy đi. Nó đang nhào tới kìa, chạy ơi. Cái chứa mày đó. Ây da, ây da. Mấy con này nó nguy hiểm lắm á. Thôi, mình bỏ chạy rồi chị ơi. Đừng đánh với tụi nó nữa. Anh không được luôn à. Đúng vậy. Được rồi. Chạy đi. Tụi nó đông quá rồi. Ôi, chạy lên tới trên núi luôn nè các bạn ơi. Ôi, mệt quá à. Chị ơi, bây giờ chúng ta khó để có thể đánh thắng lắm. Chúng ta phải tìm thêm người để có thể giúp chúng ta rồi. Tìm thêm người á, bữa giờ em cũng chẳng thấy anh cameraman ở đâu hết á. Trời ơi, giờ chết không biết kiếm rồi, đâu giờ ai bây giờ? Đúng rồi, giờ còn hai người bạn của em nữa. Hai người đó bị bắt chung rồi, đúng không biết rồi. Ai đó bị sao rồi ta. Ê, bây giờ làm sao đây? Hình như là mình còn speakerman đúng không? Nhưng mà em đâu biết vị trí quả đâu ơi. Mấy con quái vật này. Mấy con quái vật kìa, chạy lẹ đi. Bây giờ mình phải tìm được vị trí của speakerman thôi. Mấy con quái vật tấn công kìa. Vị trí của speakerman á, vật không biết ở đâu nè. Ê, thôi kìa, đi kiếm chứ anh ơi, đi. Ủa, giờ mình đi kiếm speakerman ở đâu? Anh, theo như anh biết ở nhà là speakerman á sẽ có một cái vị trí và chỉ có con nhện loa nó mới có thể dẫn đường cho mình thôi. Và anh biết con nhện loa nó đâu đây. Ừ đúng rồi, con nhện loa, kiếm con nhện loa đi. Kiếm con nhện loa lần đầu tiên mình nghe được luôn á. Ê, ủa cái gì? Chị ơi, con nhện loa kìa. Con nhện loa đang bị CPD bắt kìa. Tấn công nó. Được rồi, để anh làm kìa. Ôi. Đúng rồi. Mày. Đầu to. Tập đây anh ơi. Lì á. Ê, còn mày con hay con. Ây da. Dính mình luôn rồi. Ây da. Trời, mình dính chưa có sao rồi. Ôi trời ơi. Rồi, xong rồi đó. Ui, đây anh. Ồ, nhện đầu loa. Ủa, có vẻ là con nhện nó bị thương rồi nè, nó có điện chạy nè. Thôi, được rồi. Rồi. Nhện loa, hãy đưa bọn ta về tới chỗ Speakerman đi. Bọn ta cần gặp Speakerman gấp. Đúng rồi á. Ê, nó đi kìa, nó đi kìa. Chị được kìa, chị được kìa. Đi tới vùng đất nào đây? Ui. Ôi, ơi, cái gì vậy? Có nhện khắp nơi kìa. Kìa. Speakerman kìa. Ôi, Speakerman, trời ơi. Đóng quá, nhện đầu loa luôn kìa. Ôi, nhện quá trời. Để anh vô anh chào cho, để anh vô anh chào cho. Ê, Speakerman. Ôi. Speakerman ơi. Ờ, ủa, lâu quá không gặp TV Man. Ôi. Wow, trời ơi, quý đầu loa luôn kìa bạn. Tôi có chuyện muốn nói với anh đây.
Hiện tại có một cái giống GPT mới vừa ra. Cái con nó mạnh lắm, tôi không thể nào đấu với nó được. Cho nên là tôi muốn tới đây nhờ anh giúp đó. À, ai vậy? Đúng rồi, đây em nè. Em đang cần sự anh giúp đỡ nè. Hai người bạn của em bị cái con quái gì vậy? Không nhớ hả? GPT gì đó, mất đi mất tiêu rồi. Ủa vậy sao? Sao tên nào vậy? Mạnh mẽ như vậy. Thôi được rồi, bây giờ ta sẽ giúp cho cậu bé. Ồ dạ, bây giờ, được rồi. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây hả Chi? Chúng ta quay về cái chỗ phòng thí nghiệm của em đi. Ok, nhanh được lên, rồi. Nhanh lên. Đi thôi, Pickle Man ơi. Chúng ta tăng sức mạnh cho TV Magic Pickle Man đó bạn ạ. Nhanh lên. Dạ tới nè bạn ơi. Dạ hai người chui vô hai phòng đi. Nè, chui vô đi anh, chui vô. Ok, lần này mình sẽ lấy ADN của hai người này thôi các bạn ơi. Rồi các bạn ơi, nó bắt đầu mở cổng kết hợp rồi kìa. Lần này mình sẽ kết hợp hai người này lại mới được. Để coi ra được hình dạng gì mới không á bạn ạ. Rồi, sắp bắt đầu rồi đây. Ui, ra rồi kìa. Wow, trời. Ui, con. À, chị ơi. Trời ơi. Ui, đẹp quá vậy trời. Hai loa hai bên luôn kìa bạn ơi. Có thêm cái tên lửa cái tay nữa. Có cả cánh luôn hả? Wow. Hình như chắc đợt này chắc mạnh lắm. Đây các bạn ơi. Dạ đi thôi anh ơi. Ủa, nhưng mà quên, mình không biết vị trí của mấy người kia ở đâu nữa các bạn ơi. Giờ sao đây? Yên tâm đi, anh có nè. Anh có cái máy đo sóng âm nè. Anh có thể đo được tất cả mọi người ở đâu. Bây giờ cứ đi theo anh đi nha. Đi thôi. Rồi, chỗ này á, ui. Đất đá chỗ này kỳ vậy. Ê, đây nè. Ui, bóng trúng kìa. Ui. Được rồi, để đó cho anh. Nhỏ nhỏ kìa, tả mấy con nhện kìa. Wow. Ôi, bảo tiêu diệt cho ta. Mày thám tử DVD kìa, hãy xem đi. Đúng rồi, thả ra đi. Ôi, nó cắn nhau kìa. Mày để những đứa con của ta tấn công đó. Anh ơi, thả ra nhiều tao đi. Tiêu diệt một chút đi. Ờ, cứ để cho ta, đội quân của ta. Tấn công đi. Đội quân nhện kìa các bạn ơi. Wow, nó vô tấn công mấy con nhỏ nhỏ trước kìa. Ôi, Ôi. Wow, mạnh nha, mạnh quá Ôi, trời ơi, mình dính chiêu luôn kìa. Để né ra xa xíu bạn ơi. Ôi, xong rồi. Yeah, giờ vô tiêu diệt nó thôi anh ơi. Ôi, nó bắn tên lửa bắn kìa. Ôi, chạy mẹ mày ơi. Hãy coi nè, ta sẽ cho cứ ăn như cục đá. Wow, trời ơi, nổ kìa. Ôi, anh ta chọc đống đá ra kìa bạn ơi. Ôi, trời ơi, nổ kinh quá vậy. Hãy chào ngươi cho ta đứng đen rồi. Ồ, chết đi con quái vật kia. Trời ơi, chắn từ luôn đó kìa. Trời đồ đạn ghê, thẳng đạn của ta đây. Trời, to quá vậy. Tiêu diệt đi anh ơi. Nó còn sống rồi. Trời ơi. Mày cao quá rồi. Trời ơi. Nó xuống rồi kìa anh, xả xuống đi. Được rồi. Wow. Chết rồi. Ủa cái chỗ này. Ê, sâu ghê chứ anh mát kìa. Mọi người ơi. Cô tôi ơi. Đập ra đi mọi người. Yeah, thoát rồi anh mát ơi. Trời ơi. Sầu riêng ơi. Chạy đi. Chạy đúng rồi. Hai người chạy về đi. Thôi chạy. Em tạm biệt anh luôn nha. Cảm ơn anh đã giúp em nha. Được rồi, anh bay về nha. Tạm biệt em. Tạm biệt. Wow, yeah, mình đã thắng trong trận chiến rồi. Thôi, tạm biệt các bạn luôn nha. Thắng rồi các bạn ơi. Các bạn có thấy sự kết hợp của Pickle Man với TV Man mạnh không? Và các bạn muốn biết sự kết hợp của Camera Man với TV Man trông như thế nào? Để bạn hãy bấm vào video bên cạnh nha. Giờ thì mình sẽ qua bên đó đây.